chào các bạn nha. Hôm nay sẵn thay cho mình một cái chiếc Nissan đời 2022 quá smart đi nha. Thì mình sẵn đây mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái phần hộp cầu chì Gle, cũng như là những cái cầu chì quan trọng trên cái chiếc xe Nissan 2022 đời mới nha. Đây là cái phần hộp cầu chì của cái chiếc xe Nissan 2022. Ở phía bên tay trái mình là hai cái con Gle nha. Đây là cái con Gle có chức năng là vừa đề cũng như là vừa làm cái chức năng sạc cho mình nha. Cái con này nếu như mà nó hư thì có thể là không đề được hoặc là không sạc được cho mình nha anh em. Còn cái con cầu chì nhỏ bên đây là cái con cầu chì cấp nguồn sao khóa, khi mình mở khóa thì có cái điện âm đi đến cái cuộn hút của cái con Gle này thì nó sẽ đóng hai cái tiếp điểm chính với nhau là sẽ cấp điện cho mấy cái phần cầu chì bên đây, gồm tổng cộng là 6 cái. Còn mình cầu chì 10A, đây cái 10A là 4 cái 5A là 6 cái nha. Khi mở khóa thì cái dãy cầu chì 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái cầu chì này nó sẽ lần lượt có điện. Và khi trường hợp không mở khóa thì 6 cái cầu chì ở bên đây và 5 cái bên đây nó sẽ được không được cấp điện nha. Thì những cái cầu chì nào mà nó có điện suốt trực tiếp từ mình qua thì là 3 cái cầu chì này nha anh em, 30A và hai cái 5A ở trên cùng nè, hai cái màu vàng và cái màu xanh. Thì cái ổ khóa của mình bây giờ nó đang ọp nha, ổ khóa của mình bây giờ thì nó đang ọp nè. Mình sẽ tiến hành đo cho anh em xem. Thì cái lúc này ba cái cầu chì này nó vẫn có điện bình thường nha, chỉ có 6 cái kia là không có rồi, tại vì cái khóa nó chưa bật rồi. Bật khóa lên cho anh em xem. Khi mình bật khóa thì lần lượt mấy cái cầu chì này sẽ được cấp điện nha. Rồi sau đây mình sẽ chia sẻ về những cái chức năng của từng cái cầu chì. Mà cái video clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái cầu chì nào quan trọng liên quan tới chức năng nổ máy. Bên đây là cái cầu chì 10A. Cái cầu chì này là cái cầu chì cấp nguồn cho cái phần phun xăng đánh lửa nha. Nếu cái con cầu chì này bị đứt thì xe sẽ không nổ máy nha. Anh em nhớ kỹ để mai mốt có gặp thì anh em sẽ làm biết đường làm nha. Còn cái con 10A ở trên phía này, con này là nó có cái nhiệm vụ là nuôi cái phần cấp nguồn cho cái phần đèn ở trên mặt đồng hồ nha. Đèn trên mặt đồng hồ và cái phần xi nhan trái phải đó anh em. Thì cái con cầu chì 10A này mà đứt thì toàn bộ điện ở trên cái đồng hồ nó sẽ mất nha. Và cái xi nhan nó cũng sẽ mất theo. Nhưng đề nổ máy bình thường nha anh em. Chỉ mất ở cái phần điện trên cái mặt đồng hồ và cái xi nhan mình không xài được thôi. Nhưng máy vẫn nổ bình thường. Còn kế tiếp là cái con cầu chì 5A màu vàng này. Con cầu chì này là cái con cầu chì để cấp cái nguồn cho cái đèn đêm nha. Nếu con cầu chì này mà nó bị đứt thì cái đèn đêm của mình nó sẽ không cháy nha. Anh em lưu ý là con cầu chì 5A này từ ở bên phải nè, tính trên này đi xuống là bỏ cái con cầu chì 10A đó, đi xuống đây là cái con cầu chì cấp nguồn cho đèn.
Con kế tiếp là cũng là con 5A màu vàng nha. Con này là cái con cũng rất quan trọng nha anh em. Con này liên quan tới cái phần càng, liên quan tới càng nè, liên quan tới bơm xăng đánh lửa luôn nha. Nếu cái con cầu chì này mà nó bị đứt thì nó sẽ mất càng, càng chúng ta sẽ không bóp được, và đồng thời ba cái con cầu chì này, con cầu chì 10A phun xăng đánh lửa nè và hai cái con cầu chì 5A dưới cụm này, nó sẽ không có nguồn cấp nha. Có nghĩa là đứt cái con cầu chì chính giữa 5A này thì nó sẽ không nổ máy và không bóp càng được, và đồng thời là mấy cái con cầu chì này 1, 2, 3 nó sẽ không có dòng điện đi qua nha. Thì nó cũng tương tự là mắc phun xăng đánh lửa nè. Nó tóm lại là con cầu chì này nó có nhiệm vụ là cấp nguồn cho càng và phun xăng đánh lửa. Còn hai cái phần cầu chì dưới này thì nói chung có bị đứt thì xe vẫn nổ máy, vẫn chạy bình thường nha, càng đàn đều bình thường. Quan trọng nhất là cái con cầu chì này 5A bên đây và con cầu chì 10A bên đây liên quan tới cái bộ phận phun xăng đánh lửa cũng như là khởi động cho máy nổ đó. Còn cầu chì ở bên đang trực tiếp điện bình chiếu khóa nè, là ba con này. Con 30A này cầu chì chính là từ bình nó đi trực tiếp qua con này rồi nó mới cấp tới các chân rờ le đi qua mấy cầu chì này sau. Thì cái con cầu chì 5A này là cái con cầu chì cấp nguồn cho cái phần nuôi FOB nha. Xin lỗi. Cái con cầu chì 5A này nó sẽ cấp nguồn nuôi cho cái phần SCU. SCU là cái bộ điều khiển khóa thông minh đó. Nếu con cầu chì này mà đứt thì anh em sẽ không tìm xe được nè. Thứ hai nữa là sẽ không có kích hoạt cái núm khóa để xoay núm được nha. Và lúc này cái phần SCU nó sẽ mất nguồn dương cấp cho cái để nuôi con SCU. Thì nó đứt con này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không tìm xe được, cũng như là không xoay núm khóa được. Video clip này thì anh em hãy nhớ cho mình những cái con cầu chì quan trọng là con cầu chì ở chính giữa, con cầu chì 5A này và cái con cầu chì 10A ở đây. Rồi, video clip mình đến đây sẽ được tạm dừng nha. Chào và hẹn gặp lại anh em trong những video clip tiếp theo.